giá con future 2024 này trên dưới khoảng 36.800.000 các anh chị mình nha. Có hỗ trợ trả góp cho mình luôn và trả trước. Chào mừng mọi người đến với kênh Hiếu Trọng Vinh nha. Thì hôm nay lại tiếp tục với anh chị mình cái mẫu Honda Future 2024 phiên trước mặt các anh chị, đây là phiên bản đặc biệt nha. Đó, vừa mới về luôn, màu xanh đen nhám. Đối với cái phiên bản đặc biệt này thì Honda họ sẽ thay đổi lại là phần mặt nạ màu đen nhám nè, ở bên hông là màu như xanh gieo. Đối với phiên bản đặc biệt này cũng y chang như chiếc xe hôm qua Hiếu quay lên, nó cũng là cái gạt tay màu đen nhám, cái gạt tay màu đen bóng nè, cái lốc máy đen nhám. Thì những cái con xe này anh chị mình sẽ lên cái phong cách là quay y nó sẽ dễ dàng hơn nha. Chỉ cần thay là cái tem này, chữ quay y là y chang, không có khác gì hết. Và cái phiên bản đặc biệt thì nó chỉ có duy nhất là một cái màu này và màu đen. Rồi thì hôm nay Future 2024 đã về tương đối đầy đủ các màu sắc ha. Màu đỏ, màu trắng đen, màu đỏ đen, màu xanh đen và màu xanh đen xanh nhám như thế này. Đó, anh em nào thích cái mẫu mà xanh nhám thì có thể chọn ngay phiên bản đặc biệt ha. Giá con Future 2024 này trên dưới khoảng 36.800.000 các anh chị mình nha. Giờ này có hỗ trợ trả góp cho mình luôn, chỉ cần trả trước khoảng 7 triệu và có chỉ cần 20 phút thôi là nhận xe nha. Và lãi suất đang áp dụng là 0.79%. Và anh chị trả nhiều hơn có thể là nhận cái cạc quẹt gốc luôn nha. Thì đối với màu này thì các anh em nào đang có dự định lên quay Thái thì có thể lấy ngay cái màu trắng hoặc là màu xanh dương á. Thì lốc mà nó sơn đen với cạc tem màu đen luôn thì quá tuyệt vời rồi. Chỉ cần thay cái miếng tem này lại thôi nha. Thay miếng tem này thành chữ quay y là giống hệt luôn. Đó, giá tiền rất là tốt. Chỉ có 30 mấy củ thôi. Mình chơi cái con này là vừa tầm luôn. Giá rẻ, máy bền luôn. Màu này nhìn cũng rất là bắt mắt ha. Rồi mua xe Future hôm nay thì có cơ hội quay thưởng là chúng xe SH350i hoặc là Vision hoặc là Venfa. Còn nếu mà không trúng thưởng thì mình nhận bộ quà tặng của hết. Rồi anh em nào đang tìm hiểu dòng Future lấy ngay đầy đủ màu sắc luôn, đầy đủ các phiên bản. Trả trước chỉ 7 triệu rưỡi cho đến 8 triệu là nhận xe ngay nha. Rồi lấy sau thì sẽ quay lên những cái màu sắc mới để cho các anh chị mình cùng tham khảo. Lý thuyết cũng kết thúc tại đây và cảm ơn anh chị đã xem video.